Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời cảm ơn chân tình tới tất cả các bác, các anh chị em đã cùng anh Phương xây dựng kênh mới bằng cách nhấn nút đăng ký kênh sau khi mà kênh của anh Phương đã liên tục bị những kẻ phá hoại đã làm sập kênh. Thì bây giờ kênh của anh Phương đang phát triển rất là tốt. Trong thời gian này thì anh Phương đang có những mặt hàng rất là cao cấp để phân phối tới tay các bác. Thì trong buổi tối ngày hôm nay anh Phương đang nhập được về một quả súp rất là đẹp, đời rất là cao và rất là hay. Đây chính là dòng súp của hãng B3. Các bác nhìn thấy cái model này chắc chắn rằng nó rất là mới lạ với các bác đúng không ạ? Hàng tối nay mới về. Đó chính là dòng sản phẩm súp với công nghệ của Đức được mang trên mình thương hiệu của hãng B3. Thùng của nó là gỗ xịn. Các bác nhìn cái chất gỗ của nó. Quả súp này rất là đẹp các bác ơi. Trang trí trong phòng khách chúng ta thấy rằng là con này nó rất là hay ở cái chỗ là hai bên hông của nó được cắt gọt tạo ra một cái góc mở rộng để cho tiếng súp nó lan tỏa được xa hơn, rộng hơn và sâu hơn. Đồng thời chính ra hai cái đường cắt này sẽ làm cho cái quả súp này có vẻ gì đó nó mềm mại hơn và nó đặc sắc hơn. Đấy là một cái điều chúng ta nhìn thấy khách quan nhìn bên ngoài như vậy. Quả súp này chúng ta thấy rằng sóc súp bãi nhưng mà nó còn rất là long lanh. Đấy, trông nó rất là mượt mà đúng không ạ? Để trong phòng khách chúng ta thấy rất sang trọng. Ở cái bề ngang của nó cũng không quá lớn, không quá lớn để chiếm mất nhiều diện tích trong phòng hát của các bác. Các bác thấy quả súp này nó có đẹp không ạ? Trông rất xinh xắn đúng không? Thùng gỗ của nó các bác quan sát thấy thùng gỗ của nó gỗ xịn luôn. Nhìn vào cái cấu trúc cái lỗ cắm này chúng ta biết ngay đây là súp của bế bà rồi. Đấy. Phía đằng sau các bác có thể quan sát. Mã sản phẩm này là MU18B. Hàng thì nét nẹt như mới luôn. Các bác chỉ cần nhìn vào cái tem cũng như nhìn vào cái cầu sau này, chúng ta thấy rằng nó đẹp đến toàn diện. Sơn sần, đấy, sơn sần mịn. Và ở đây chúng ta thấy công suất của quả này đạt là 500W một quả, độ nhạy 97 dB, đánh ở giải tần từ 40Hz cho đến 300Hz. À, con này đánh ở khả năng rất là rộng. Khối lượng của nó là 38 kg, độ nhạy cực đỉnh 97 dB. Súp B3 thì độ nhạy của nó rất cao cho nên là kể cả chúng ta mở nhỏ nó vẫn ra được âm trầm rất sâu và rất hay. Đấy, nhìn ngoại thất như thế này thì em nghĩ rằng nó quá đáng yêu rồi đúng không? Nó cũng là nó mong manh và nó mềm mại, đáng yêu như là các nàng thiếu nữ ấy. Đấy, các bác nhìn này, đấy. Logo thương hiệu của B3 được dập nổi trên thùng và có hai tay xách ở hai bên để chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển cũng như xê dịch vị trí của nó. Các bác thấy rằng là lần đầu tiên chắc chắn cũng rất nhiều bác là lần đầu tiên được nhìn thấy quả súp bát B3 nó đẹp đến mức độ như thế này. Đúng không? Một thiết kế phải nói rằng là cực đỉnh và cũng thật hoàn hảo. Và bát của nó thì chắc chắn rằng rất là đẹp rồi. Mời các bác hãy cùng anh Phương sẽ tháo nắp để chúng ta ngắm nhìn trước khi sản phẩm này được một bác khách hàng nào đó sẽ là chủ nhân của nó. Anh Phương cũng tin chắc rằng với những sản phẩm đẹp như thế này và cũng nhiều bác đã biết đến anh Phương là một trong những đơn vị chuyên phân phối những hàng chính hãng, hàng đẹp, thì chắc chắn rằng sản phẩm này sau khi lên clip cũng sẽ nhanh chóng lên đường để phục vụ các bác. Mời các bác hãy cùng anh Phương thử kiểm tra cũng như thử ngắm nhìn nó xem sao. Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá. Cái quả súp này chúng ta thấy rằng là hàng súp xịn cho nên nó có cả chân này các bác này. Chân đế này. Bốn cái chân đế để chống ẩm mốc và chống ẩm ướt đây. Và chúng ta hãy cùng tiến lại gần một chút để ngắm nhìn cái quả súp này. Đấy. Chúng ta sẽ mở cái quả súp này ra để ngắm nhìn. Đây anh Phương sẽ mở cái nắp này ra. Cái nắp này rất là mới đấy này. Bên trong này nó được lót một cái lớp bảo vệ màng loa cũng như là chống bụi bẩn. Còn rất là mới. Thật tuyệt vời. Chúng ta đang được chứng kiến một cái quả súp bát phải nói rằng đẹp mỹ mãn. Chúng ta nhìn cái bát nó mới đến mức độ như này, không có một hạt bụi. Không có một hạt bụi. Bát còn như mới. Từ những cái đường gân cũng như là
các cái chi tiết của nó. Phải nói là quả súp bát này tuyệt vời, đẹp long lanh luôn. Những cái bát này thì chúng ta có thể đánh hàng rất là bền bỉ. Nhiều anh em là muốn mua một cái quả bát như thế này, em nghĩ rằng cũng khó có thể mua được. Con này sử dụng 3 gân, 3 gân, màng bát của nó gần như là còn như xuất xưởng, tất cả còn tuyệt vời luôn các bác. Chúng ta sẽ mở cái bát này ra. Quá trời ơi, ngon lành luôn, ngon lành thành phở luôn. Ôi giời ơi, đúng đặc trưng của B3 rồi. Ôi giời ơi, cái từ của B3 phải nói rằng quá chất, quá chất. Chúng ta nhìn cái sắt từ này, nó còn như mới luôn. Tất cả sắt từ còn như mới, màng như mới và bát như mới luôn, chưa có dấu hiệu gì ngoài là bị suy giảm theo thời gian mã số của từ. Đấy, đặc trưng của B3 là từ rất dày, từ 220 côn 100, cho nên đánh rất uy lực. Tiếng bát của B3 thì đặc trưng của nó là tiếng rất mềm và sâu. Bát của nó còn nguyên zin từ A đến Z. Trong thùng chúng ta thấy hệ thống bông tiêu âm màu đen đặc trưng của B3. Thùng gỗ xịn 9 lớp và bông gần như chưa có bụi. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì cái lưới lì này nó chắn được hết các cái bụi bẩn có thể hút vào vào trong này. Và hơn nữa, chính xác là có thể nói và khẳng định 100% là quả súp bát này còn mới, sử dụng tỷ lệ sử dụng thời gian sử dụng rất ít, cho nên là nó còn tuyệt vời luôn các bác. Về chất âm thì anh Phương đã từng đánh con này rất là nhiều rồi. Từ sáng đến giờ anh Phương đánh con này rất nhiều rồi các bác. Đấy. Và cái con này nó sẽ đi đồng bộ với cặp loa MU12. Đây. Nếu như bác nào mà mua đồng bộ thì chúng ta có thể đầu tư thêm một cái cặp loa này. Đấy. Cặp loa xuất đầu MU12M. Cặp loa này với công suất là 350W một quả, độ nhạy 97 dB, khối lượng 19,3 kg, đánh ở trực kháng 8 ohm, hàng xịn xuất Âu. Các bác nhìn cái quả xuất loa này, đây là cặp loa xuất Âu các bác. Các bác ít khi gặp cái cặp loa như này lắm ấy. Nếu như mà gia đình chúng ta đã có một chơi một đôi loa full rồi, đôi loa này đặt đất sau đó là hát lên, nó chuyên nghiệp lắm, nó hay lắm và nó chất lắm, nó không đụng hàng các bác. Em cũng tính là cái đôi này em cứ để em chơi xem thế nào. Em cứ ghép một đôi loa full bên trên với một đôi loa này thì chắc chắn rằng là 10 bác đến thì 11 bác khen hay. Và cặp loa này không hề rẻ các bác. Giá của nó đang có giá là 17 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Đây, chỉ dành cho những người thực sự là hiểu biết về âm thanh và thực sự đam mê và thực sự sẵn sàng đầu tư thì chúng ta mới có thể đầu tư được cái cặp loa này. Cặp loa bát 30, hàng xuất Âu. Hàng xuất Âu thì cái tiêu chuẩn châu Âu nó cao lắm các bạn. Nghe tiếng nó trong và nó sướng, chả biết tả thế nào nhưng mà nghe nó sướng. Nếu như các bác chỉ cần kết hợp giữa quả súp MU18 này với một cặp loa full MU12 này thì em nghĩ là chấm hết luôn, không bao giờ còn mơ ước cái gì hơn nữa. Số máy của anh Phương là 0971998555. Và các bác đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, cập nhật những video mới nhất tại Trung tâm Điện tử Ánh Phương. Đây là địa chỉ của Trung tâm Điện tử Ánh Phương, An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Và số máy của Ánh Phương là 0971998555. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh cho em đấy. Bác nào xem từ nãy giờ mà em kêu gọi các bác mà các bác chưa đăng ký thì đăng ký giúp em đi ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều đấy ạ. Xin chào tạm biệt.